Ôi trời ơi, trời ơi, đồ má, uống sao buồn. Nó bị sao vậy? Sao sợ quá, đồ má. Tao nói có gì là tụi bay chịu, đồ tao quay. Ôi trời ơi, béo gốc vậy, đồ má. Điều, mày dẫn lên người tao tao cắm đi nè. Sao béo không vậy? Sao béo không vậy hả? Mày mày mày, chết rồi, nó thì nổi. Sao OK anh em nha, thì lại là hân hô đây các bạn. Thì hôm nay á là sẽ là một cái clip mà nó cực kỳ bá đạo nha anh em. Thì cái màn troll này á thì thực ra là hân đã suy nghĩ và hân chuẩn bị rất là lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp để mà thực hiện màn troll đó nha anh em. Thì bây giờ á là anh em thấy mình đang ở cái sân banh 1993 đúng không, nhưng mà thực tế ra là mình đang lên kế hoạch để troll mấy anh cuốn ngu TV. Nói chung là hôm nay mình hứa các bạn sẽ là một màn troll siêu phẩm luôn anh em. Thì bây giờ mình không có nói nhiều nha, bây giờ mình sẽ vô ở bên trong, bởi vì mấy anh khứa là nó đang chờ đội tới để nó đá banh. Và lần đây sẽ là một lần đáy trong quần, dớ trong quần, nói chung thậm chí có thể là gục ngã trong video ngày hôm nay nha anh em. Đồ cái xăng 1993 đây đẹp lắm. Nói chung là mình có đính kèm một số điện thoại, ai đá thì hú em đó nha. Còn nó làm đây, ở đây thì có xăng bóng chuyền nữa luôn. Thì hôm nay á, hôm nay á là một cái một cuộc tái đấu giữa team Hân Hô Trung Trẻ Trâu với lại Cúng TV sẽ thi đấu với một cái đội mà nấu danh ở cái khu vực đây luôn. Thì đây hứa hẹn sẽ là một trận cầu rất là siêu kinh điển. Hiện tại thì đội bạn thấy cũng là cứng bên đang nhậu nha các bạn. Đồ. Cái quyền đó. Dạ, được. Thì giờ đội mình là đang dần tới sân rồi anh em. Đâu có anh em mà quyền đâu? Ở kia kìa anh quyền kìa. Thì mình sẽ giới thiệu lại cái đội hình bên mình ra sân ngày hôm nay nha. Bây giờ do đội bạn quá mạnh nên là mình buộc phải tiến những cái ngoại binh bây giờ để mà chiến đấu. Thì đầu tiên thì là người gánh team ở trong team trước, đó là Trung Trẻ Nghĩa. Thì mình xin giới thiệu mình là đội phó nha các bạn. Trong tất cả các trận bánh mình dùng đá bánh. Chí mẹ mình đã cắt cái giờ để đưa tụi ông. Anh này là không chịu mà túi. Mày đâu? Này, túi đồ. Này đồ bé dưỡng cho chó lên mặt dưỡng. Thì túi nó túi cho tôi giận. Thôi anh em nhớ chó lên mặt. Từ giàu nói chuyện. Thôi bây giờ tiếp đi. Đâu bây giờ tiếp đi đang hay mà đồ. Thì trận đấu ngày hôm nay nó rất quan trọng nha các bạn. Thử thôi. Nó đánh dấu cái lần đầu tiên anh em tụi mình bước ra ngoài những sân đấu lớn nha các bạn. Và hôm nay là mình có sự xuất hiện hiện của những anh em đập đá. Đội chính ở trong này là đập đá nha các bạn, là phụ, là ở ngoài Nhân Hưng với lại là Nhân Que. Rồi gì phụ gì anh em ngang nhau quá. Quá thì cũng phải có người hay người vợ đã ha. Bên kia là đấy. Giết ma. Giết ma mới bình dưỡng vừa rồng nha anh em. Đồ má vui vậy. Rồi đẻ thường anh. Đây tiếp tục đây là một cái thành viên. Đó là đồng chí Thi. Hello anh em. Đến từ vị trí là phường đập đá nha anh em. Phường đập đá. Đúng không? Phường đập đá chưa? Phường đập đá. Nghe nói anh em tôi mà đi rồi đó. Anh em dừng từng điều nha. Anh em sống chắc dừng từng điều nha anh em. Nhìn hai tướng tròn tròn anh em biết đâu. Dạ đấy mà. Thì lâu nay đá banh này cũng mua đồ gì phản quang rồi. Mày tay mét á nha. Tay mét không đồ. Chè đồ mà chìm mấy bình nước đâu. Coi vô sân đồ mày chạy rồi nèo vô nèo. Cái sân đây người ta đỡ làm ăn nhưng mày.
đồng cái. Ở đây con ai xa lạ đó tính là bé lẹo. Mình là vua pha lưới nhưng mà là thủ môn. Đồ là nay tôi lên tiền đạo mà. Tí nữa thua rồi mày mới được lên đá. Alo đâu? Alo, có gọi. Còn bên đây là anh Quyền nha. Mình giới thiệu là mình phải giới thiệu rất là bài bản. Đấy, tiếng cũng vừa phải giới thiệu nên kêu kêu thử. Còn đây là Giác Ma nha, giới thiệu lại con nè. Dạ cho anh dẫn qua bên tìm trung trên đầu cho anh xí mẹ luôn cho đầu. Thì anh em thì bây giờ là anh em mình sẽ vô sân đối quốc cái trận này trước rồi anh em mình sẽ dạ anh em dạ nha mọi người. No. À, thằng à. Mà đến kia bánh chay thì thái. Cả này cũng đâu. Anh đưa bóng xuống không, anh đã đưa vô mà. Ngốm sao vậy? Nó mình đói cho tôi một xíu nữa. Tối nay mình đang chạy cao năng. Hiếu hiếu vô đồ á, lẹo đồ á, ai quá tốt quá lẹo không? Được mày. Bạn các em vô một cứu bảo mình. Hết. Hay lắm. Thì đây đồ đây cha đang ở lại bàn nữa. Tay tay đủ vậy. Ta đang làm một bàn. Đủ vậy sao bàn đây cha anh đây cha ngồi làm. Quay đi này anh đi đi. Hãy lắm rồi. Tăng. Chẳng đủ chẳng nhỉ? Đồ, mấy xỉnh cả năng rồi mà. Mày cái
làm hai sĩ, bên anh chắc hai gái làm hai sĩ, cái chuyện Mỹ thì mấy kiểu đâu. Tao biết bên nào, tao biết bên tao, chắc mình cũng chẳng mấy gái. Biết mấy gái, bỏ tiền ra. Bỏ tiền ra. Bỏ tiền ra. Bỏ tiền ra, năm sĩ. Anh đâu, bỏ anh. Mẹ bỏ đi, chút bỏ đi, chú lắm. Đưa đi học đi. Rồi, tổng điểm YouTuber Lâm Kẹo. Rồi, ok anh em nha, thì anh em mình vẫn còn ngồi lại ở nơi đây thêm một chút xíu nữa, là bởi vì bây giờ là một trận cầu siêu kinh điển giữa hai đội tuyển trẻ nha anh em. Ở trong này nó có rất là nhiều gương mặt mà hiện tại có thể sẽ là những cái cây rất rất đang nổ trong thời gian tới đây. Bây giờ hai đội đang ra chân để mà lấy lại chút phong độ nha anh em. Thì ở bên đây là đội hình của chủ sân này, FC 1993. Để mình qua đây mình sẽ dạo vòng mấy cầu thủ bên đây xíu nha. Cháu ơi, có một xe một like. Rồi, không ai xa lạ đó chính là anh Minh nhà mình nha các bạn. Ai mà giờ đó anh Nhân này bạn biết anh Minh là giới đây rồi. Rồi đây. Đây là đội hình mạnh nhất chưa? Chưa vậy? Chưa. Lùng. Ừ. Mạnh nhất của FC 1993 chứ nữa. Nhiều rồi đấy, đụng trăm hai phút rồi. Cái gì nữa? Rồi quay lên kia tính chơi. Áo này phải chủ trang đó. Mấy áo này. Còn đây là mấy đứa em này, nghe mình cũng thiệt, mình cũng chưa có coi anh em. Mà giờ mình quyết định mình ở mình coi thử mấy anh em nó ra chân như thế nào. Nếu được là chắc được đây là vô ở trong giải nước ngoài đá luôn rồi chứ không đá Việt Nam nữa đâu. Em là ông bầu đúng không? Không, à, đưa ông bầu giao mấy bài đi. Chuột thấy anh em đây sao mũm mỉm dễ thương vậy mà đá hay lắm nè. Nãy giờ mình thấy thủ môn này bác hay nè anh em. Đưa ông Nghiện ơi. Thôi giờ mình thì sẽ ra ngoài đỡ cho trọng tài làm thôi là trận đấu nha. Tuyệt vời. Nhìn cái từ anh cho bên nè. Thì thủ môn bên đội khách hồi trước là đá sân gò nha anh em. Sân gò của thôn Hoàng Nghi. Đó, một trong những thủ môn đấu tiếng nhất cái khu vực mình sống vậy rồi. Giờ là vô lên chuyên nghiệp luôn không? Tự nhiên mình nhìn thấy chân em, mình nhìn qua chân mình thấy mình buồn dữ anh em. Đợi xíu nha anh em. Không. Chuyền về mà chuyền về một chạm thôi. Nhìn cứu đá. Biết rồi coi đá thử chưa. Tốt. Đuôi nó đẹp đuôi. Ok. Thôi thì ok thì mấy anh em mình sẽ đi về nhà nha các bạn. Nói chung là giờ chúc cho hai tuyển trẻ sẽ đá với tinh thần fair play và sẽ rất là thành công trong tương lai nha. Nói chung nãy mình thấy mấy anh em đá tốt quá. Hầu trẻ mình cũng ngang vậy anh em. Nãy giờ già rồi. Thôi giờ trung trẻ nghe. Bye bye anh em nha. Thì đến với buổi ẩm thực ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm bữa ăn với bà chú đẹp gái nhất cái khu An Lộc của mình sống nha anh em. Hôm nay là quý hoa lắm nè, mình mới dẫn mình mời mấy anh em chạy đây chơi để biết cái quán của ông bà chị. Cho giờ bà nấu tiếu quá mà mình không quay, sau này mình coi cái thứ phim mình coi anh em.
thì thôi xíu nữa ra mó á em mới biết được là tại sao thành công nó kêu cái món này, quán này là cái quán ngon nhất cái khu này. Ok, thì bây giờ là đang đợi món ra nè anh em, nhưng mà mình nhìn nước chấm rồi là anh em thấy là biết cái chén nằm đánh đâu đâu còn gì để nói được đâu, nhìn cái chén nước chấm con là thấy ghiền rồi. Má công an đang làm đường xanh đó. Hấp dẫn quá đây mà. Hôm nay anh em mình lại chiến thắng nha các bạn. Tem trung với rau là đế banh tì dớ, nhưng mà đường cái kêu người để hay cho nên anh em tụi mình thắng luôn nha các bạn. Thì mình ghé quán của ông chú này với bà cô này tụi mình rất là mến. Mình có hỏi là chú có con gái không ghé con, nhưng mà chú nói chú cũng muốn, nhưng mà con gái chú giờ có con chồng rồi, con muốn làm giáp 13 không? Nói thâu. Chào con xin phép một rút. Đây. Đây. Chú vừa coi nè. Trong đây là tổng cộng là 17 món nha anh em. Thì mời tất cả các anh em fan bên Hân Hô mình ghé về đây. Đó mà tụi mình mời 100% luôn. Không có bất cứ anh em nào nói là mình coi video đây mình thích món này quá. Là 100% là anh Hân anh dẫn đi, nhớ kêu em nhất. Ủa thì anh tính anh kênh anh mà chứ kênh em tính nhớ. Cái lạ mà. Đấy, nước chấm là thôi khỏi nói luôn, ghi cà bu luôn. Biết sao phải nghe tiếng ăn tính cái cử. Thì cái bàn này là rìu đẹp nha các bạn. Đúng rồi, mình đẹp người khác tính tiền. Bỏ mấy người khác tính mày. Đó. Hôm nay anh em. Chú chào mọi người nha chú. Chào mọi người, hello. Hello, xin chào nhạy cái kilo. Đức nát nhạy gặp. Trời, các bạn coi nè. Thâu chưa. Các bạn này thâu điếc vậy rồi. Nhưng mà giá nó rẻ lắm anh em. Giá rẻ lắm. Cái bill cho anh em coi. Tính tiền không tin luôn. Một cái mẹ gà 100 mấy thôi. Quá rẻ. Vì nó nói là tặng nè. Cái đây là mẹ nó tặng. Thôi nói chung mình làm một cái rồi mình tìm qua đây. Vô. Nó sẽ kêu ở đây lâu lâu kêu lâu. Tháng vừa. Dạ. Vô nha anh em. Chỗ nào làm việc. Tắm vào quê sao? Quê chứ. Vàng. Mày lâu lắm rồi. Xem không có sách ngựa. Lần lẽ là nhau rồi mà thấy người. Không, nói chung là anh em mình ở đây đá hay ạ. Đá tuyệt vời. Ghiền quá mình. Ông ta nhúc ra, nó chấm mình chấm ra. Thì bữa nay mình thiếu con tên với con gái nha các bạn. Hai đó nó không biết đá banh với lại nó yếu. Anh em mình đi đá bỏ mấy người yếu rồi nha. Đó anh em mình vô, mình anh em mình đá cho nó an tâm. Cho nó giúp dắt chân trước chân sau nó té mấy con. Dùng rồi con. Dùng rồi nha em, mạnh dạng đây. Ngon quá, tuyệt vời. Cảm ơn. Cảm ơn tôm. Anh em nhà vui nè. Đúng rồi con. Trời ơi trời ạ. Chẳng cũ bạn. Bắt tiêu hay là gói. Ở quán này bạn cô chú bạn muốn cái gì được. Trời trời ơi. Xong rồi là dẫn cô chú đi hát luôn, bình thường. Lần đầu tiên tiêm không biết chiến thắng là gì nha. Lần đầu tiên ghi bàn luôn. Ba bàn. Ba bàn. Được. Tỏ cô đơn rồi. Nhờ anh Quyền. Nhờ anh Quyền. Không anh Quyền ở đâu, con nói anh ấy. Rồi đá chững chạc. Anh phải nhờ Hiếu. Và càng nhẹ cho anh dần. Cô ơi, còn tối cô đơn cho con mấy cụ nữa cô. Và có những cái banh mà hay nhất trong trận ra đấu là thuộc về thằng Thi. Không có một pha là cướp bóng của Thi. Cướp bóng của Thi. Dành luôn, dành chứ Thi luôn ấy. Tuyệt vời. Xào vô cái món này xào vô. Đây, bây giờ cái món này là lên giá triệu luôn nè. Món chiếc canh. À, chiếc canh chú hờ. Ôi, chú hờ cái gì chiếc canh. Mở cầm hai tay ra ngoài mất kỳ mày. Có nghĩa là mọi người biết nha, cái chiếc canh đây là chú làm á. Là không không lấy từ mỡ đúng không chú? Lấy từ mỡ đúng. Không không chặt từ miệng rồi lấy từ nách. Chút thịt nha các bạn. Chào thì hôm bữa là tụi con vô làm món cô chú ở một cái đoạn này nè. Có nghĩa là chú này nói là chú làm gì làm quán này cho dù có đông có ít gì nữa bạn chỉ có hai vợ chồng làm đâu, rửa chén đâu, không giao cho bất cứ một người lạ nữa nha các bạn. Hai người thôi. Hai người. Tin tướng. Không đúng rồi. Chồng tin tướng vợ và vợ tin tướng chồng. Lần nào anh em mình vô cũng được tặng cái này không các bạn? Giờ cho tặng anh em mình vô ạ. Món nó ngon lắm. Đúng rồi. Anh mình nhiều món ngon. Má ấp chân điều chừng quá trời. Ôi dồi. Nắp bà không bà không bà không bà không bà. Anh em coi cái tổ ép này. Anh bảo riêng ra cho anh em. Ép chút tính tiền cho con tụi con nha. Mở cái đai đâu, ép chút tính tiền cho để con biết có món cá được con gọi rồi. Rồi ok, chốt. Rồi. Còn chương dịch đỡ nghỉ hết. Mày quá. Thì đó. Làm gì vậy ông? Từ từ. Ủa. Cảm ơn. Đây là mày chơi với anh em mày vui không? Hay là để mày nói. Mình ủng hộ quán Thịnh Thắng Tài. Dạ, cảm ơn chú nha. Tôi ngày càng tiến bộ. Chúc mừng. Nút vàng qua. Rồi. Kim cương. Con chuẩn bị đâu? Chuẩn bị đâu? Chuẩn bị nút vàng đâu? Đặng rồi, chuẩn bị nhà nút nha. Xếp rồi hả?
bạn mới nhận đâu. Đến mấy nhà đừng em muốn rồi đâu mà đấy. Em mời em biết. Sắp tới đây là lúc nút vàng là mình sẽ lấy chưa, con là mà. Anh em YouTuber Bình Định nha mọi người. Đúng rồi, chắc làm tấm liên ở đây luôn á. Đủ rồi, chút rồi nữa. Đây rồi, được thì làm nhé. Mà này. Rồi rồi. Chưa ăn rồi đây. Mày nữa. Này đâu mà. Rồi rồi rồi. Anh em đổ trưa đi miền nào rồi mấy anh nhậu với số 1. Uống bả. Tiền đó. Không, có tiền không? Cuộc đời tôi phải đi phải có tiền. Đâu, đưa coi. Muốn đưa coi. Con heo có ba dài ba đồng lên mẹ. Ủa mày dài ba đồng rồi lên mẹ kìa. Ông bán bè chuyện của ông. Này, ông có tiền không nghe? Đúng rồi. Ông bán bè chấm mấy chục ngàn lúc chấp. Đốt được. Ê, chưa tính tiền bạc. Thao, được rồi. Anh em vui, thao được rồi. Báo mày sao này, con có tiền là biết đâu thấy. Mà thích từ lúc ông mà tiền đậu chú con này hey, nghe không những chú con là bằng 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 nè thứ nhất bằng bằng dạ đi ba bằng đây bốn bằng lên đây bia em thấy tôi hết tiền tôi xin mé rồi chứ làm tôi sợ quá nói chung là bằng thôi anh em mình sẽ dứt tiếp nha thao a màu lẹo vô sao lẹo vậy vô lẹo vô lẹo mày ăn dài đâu nữa cứ to mình đây thôi mà che chú cái mấy anh mày ngồi đây nè. Ừ. Một mình mày mà mày ăn hết rồi một giữa cái canh. Ủa mày. Đừng có xạo. Uống này phải thùng. Ừ. Thiếu miếng thùng ở ráng. Đồ từ từ uống chứ gì mà anh tới trầm vậy. Uống lanh này. Này anh gì mà từ đây buổi tới cuối buổi thật sự. Hay tụi em quay nhà hay sao? Đây bây giờ mình sẽ không quay mấy anh đây nữa, bây giờ mình quay Thi. Người cống hiến rất nhiều cho trận đấu hôm nay. Mấy cái này. Quéo là giờ quay nó làm cái gì? Uống lâu 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 á vô quán bà cô chơi đàng hoàng nữa bà còn thương uống gì dài không ý là nói thì anh có nói em hiểu review anh review cái canh em no nào vô em không rồi mà em đậu mày anh nhìn đây tám chín chén mà trời nãy anh nhìn một mình đó mà anh hai ba dĩa tiết canh mà anh má mẹ nó nãy anh gì lắm thì biết anh mẹ bây giờ nó uống chăng bây giờ nó nói to nó nhó gì nữa đây coi đem một tiền tết á dám lên bây giờ gì mà anh em nghĩ em giả đờ say á cái đồ em biết rồi chứ mà em cho tao không biết tay em gài rồi anh đã theo em là anh Vinh vậy rồi. Bây giờ anh tắt máy quay đây. Rồi, để em nói chuyện như đây ngay. Tiệt giờ, hẹn kia á. Hẹn gì mà nhắn với tao mà có độ siêu phẩm. Ba mẹ mình chịu nó dơ giấy như này. Thôi thì bây giờ anh em mình sẽ dừng clip ở đây nha anh em. Vui vô. Vui vô. Dạ. Đến tìm đây. Đây đây đây. Đây là em thấy vui không? Vui không? Vui. Trái. Vui chưa? Ờ, ổn định rồi. Bữa sau vô nữa nha. Rồi. Anh nói em ở quán này nó vừa ngon vừa rẻ. Bán ngon quá. Gì vậy? Tụi mẹ gì? Đây. Em sao mày em? Em sao? Mày anh cho cô. Mày đi rồi à không? Do nó anh nhiều. Anh cho cô. Thì ở cung đường nhà mình đây á là nó hư. Dậm nó gì? Nông thôn. Qua chở tôi ra sao ông? Qua đây này. Ờ. Thôi được, qua chở. Mấy nó khổ. Mày uống ra. Mày anh uống cho nó ít sao? Anh uống gì cho nó nhiều giờ say. Mày thấy không? Khổ anh, khổ em chứ khổ ai. Đừng có làm anh không ăn tắt. Đừng có vụ gì nữa mày. Cái gì vậy Hiếu? Mày sao mày vậy mày? Chết rồi, đồ mày anh uống gì mày thấy không? Mày nói mà. Nó uống hồi nãy nó ham anh quá chứ gì đâu. Mày chết rồi, sao? Mày chết rồi, méo không? Mày không dám, mày không dám đủ mày hả mày? Mày không dám đủ mày, mày chạm mấy con vào đói méo không? Dạ. Nó này mấy cái gì nó không kìa. Mày không đủ mày, mày không dám. Chết rồi, 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 chết rồi
Nó bị sao vậy anh? Tao sợ quá đủ mẹ ơi. Tao nói có gì là tụi bay chịu đùa tao quay. Quá chú vậy mẹ không gặp nhà đủ mẹ. Điều, mày dẫn lên ngờ tao tao kéo đi nè. Sao béo không vậy? Sao béo không vậy hả? Trời, nó thì nổi. Sao nó vậy, sao nó vậy? Má nó chết rồi, nó bị xuất huyết rồi, xuất huyết rồi. Cầm xe đâu vậy? Chạy thẳng lên đường đường đây. Rồi xe đưa im tao chết rồi. Rồi chạy đi, đi đi. Chạy nhanh đi. Chết rồi, chết rồi. Cái mỡ nó béo không à, nó đã chết rồi. Nó liệm rồi. Thôi chạy gì. Thôi giờ đến lại đó. Đừng có đáng quần nha. Cái đầu. Im. Mày thấy không? Một nốt nhạc tao nói mày nó chạy đồ mày không còn một thằng luôn. Đồ ăn tiết canh mà nó nó phun tiết canh chứ. Mà sao mày quỷ chạy dữ vậy? Là đồ anh em già bị sao ông cứ mà đồ mày không bỏ đi bay. Tao nói mày không có cái gì là dở dang hết đó. Nó ăn là phải cho nó ối. Mày ối nhưng mà thằng này mày ăn hơi nhiều á. Đồ mày ối ra đầy tiết canh hết. Mày phun mày. Tôi cầm tiết canh chứ nãy vô cho tôi ngậm cố tôi ngậm đâu mà. Thôi ok các bạn nha, thì bây giờ anh em mình sẽ kết thúc clip ở đây. Bây giờ là chính thức kết thúc này. Nãy tiên ai tính? Nghe mình tiền tính mày chia ra chứ cái được rồi, tôi không biết nha, đã tôi giúp ông nha. Đi 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 ok giờ. Anh em nha, thôi nói chung là mọi người xem video đồng clip cảm thấy vui thì đó lại cho anh em mình một like, một subscribe, một share nha. Nhưng mà tao dám chắc ngoài luôn, thằng Dương với thằng Trung nó đáy trong quần, tao chắc luôn, tao dám chắc luôn, chuột lành của ngành, bây giờ của đồ, bây giờ, bye bye các bạn nha.